Thưa quý vị và các bạn, còn nhớ trong dịp tổng kết công tác cuối năm 2018, báo cáo của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông có nhận xét, nhìn chung các cơ quan báo chí nước ta đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tiêu cực, suy thoái trong đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ đảng viên, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin thiếu định hướng, nặng về mặt trái, xâm phạm đời tư, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín tổ chức, danh dự cá nhân. Việc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để dọa dẫm, sách nhiễu, vụ lợi đối với tổ chức, cơ quan địa phương, doanh nghiệp vẫn diễn ra ở nhiều nơi. Tình trạng phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy trình tác nghiệp, vi phạm pháp luật bị xử lý diễn ra đáng lo ngại. Trong năm 2018, có 26 trường hợp báo chí bị xử phạt vi phạm hành chính, đình bản tạm thời một báo điện tử, thu hồi 7 thẻ nhà báo. Bước vào năm 2019, các cục thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có nhiều cố gắng trong việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát tôn chỉ, mục đích, giấy phép đã cấp cho báo chí, đồng thời xử lý nghiêm minh vi phạm trong lĩnh vực báo chí, góp phần nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Tuy nhiên, tình trạng phóng viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật vẫn diễn ra nghiêm trọng. Trong bài viết có tiêu đề "Chấn chỉnh hiện tượng tiêu cực trong hoạt động báo chí" đăng trên báo Nhân dân, tác giả Phan Kỳ nêu nhận xét. Từ khi quan niệm của một số nước phương Tây cho rằng trong đời sống xã hội, báo chí có vai trò như quyền lực thứ tư, sau quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, được du nhập, một số người làm báo ở Việt Nam đã nhầm tưởng, tự thấy đã có trong tay một quyền lực ghê gớm và lạm dụng quyền lực này, để rồi bị tha hóa, biến chất khi chạy theo mục đích phi báo chí, xa rời nghĩa vụ, trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp. Hiện tượng đó, nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ tạo ra những hệ lụy về mặt xã hội, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín danh dự của những người làm báo chân chính. Thời gian qua, việc cơ quan chức năng và cơ quan chủ quản báo chí phải cảnh cáo, thu hồi thẻ nhà báo, khởi tố, bắt giam phóng viên vì hành vi lừa đảo, tống tiền doanh nghiệp, ép ký kết hợp đồng quảng cáo, đã không chỉ dừng lại ở một vài hiện tượng đơn lẻ mà đang trở thành điểm đen đáng lo ngại. Thí dụ gần nhất là đầu tháng 8 năm 2019, 2 phóng viên của một tờ báo và một tạp chí trung ương có trụ sở tại Hà Nội đã bị lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi tống tiền. Cũng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2018 đã nêu ở trên, báo cáo của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết, một trong những khó khăn là việc xác định đối tượng vi phạm trên môi trường mạng còn gặp nhiều khó khăn, nhất là trên các mạng xã hội nước ngoài, khi đối tượng vi phạm thường ẩn danh hoặc giả mạo người khác, gây khó khăn trong công tác điều tra. Năm 2018, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ được 4.466 trên 5.000 video clip xấu, độc trên mạng YouTube. Facebook đã gỡ bỏ khoảng 3.000 trên 4.500 đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ 165 tài khoản giả mạo, 159 tài khoản nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Trong báo cáo này, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đề ra nhiệm vụ thời gian tới tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ đấu tranh với Facebook, Google và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung xuyên biên giới, yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam, tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức sử dụng, khai thác thông tin trên mạng của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, có thể thấy, sai phạm của một số người làm báo thời gian qua đã và đang tác động tiêu cực tới uy tín, hình ảnh của cộng đồng nghề nghiệp, phần nào khiến bạn đọc có cái nhìn và đánh giá sai lệch về báo chí, cũng như đội ngũ người làm báo. Đặc biệt, qua các mạng xã hội, Facebook, YouTube, ý kiến tiêu cực của một số người làm báo và đánh giá tiêu cực về báo giới đang có nguy cơ lây lan. Trên không gian mạng, thay vì đấu tranh với luận điệu xuyên tạc bịa đặt của các thế lực thù địch, phòng chống nạn tin giả, fake news, định hướng hoặc trấn an dư luận trước thông tin sai lạc, không thể kiểm chứng, thì một số người làm báo lại bẻ cong ngòi bút, chém gió, phát ngôn tiêu cực, làm nhiễu loạn dư luận, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Đến nay, vì đã nếm trải tiền lệ xấu diễn ra trước đó mà tâm lý ngại nhà báo, không muốn tiếp xúc hay dây dưa với phóng viên như đã trở thành cảm xúc thường trực của không ít cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi phải nghe điện thoại, tiếp nhận giấy giới thiệu, thư điện tử từ cơ quan báo chí. Như để đánh đổi, luật im lặng sẽ giúp họ không phải đối mặt với chiến dịch truyền thông đen, truyền thông bẩn. Còn khi một chiến dịch như vậy nhắm vào doanh nghiệp kinh doanh nghiêm túc, hiệu quả thì chờ được vạ thì má cũng sưng. Doanh nghiệp vẫn phải méo mặt khi thông tin sai lệch liên tục được đăng tải, chia sẻ, bình luận. Đó là chưa nói không rõ có liên hệ nào không. Nhưng khi một chiến dịch truyền thông thiếu trong sáng được tổ chức dựa trên phát ngôn thiếu trách nhiệm của một vài cá nhân nhân danh đại diện cho một cơ quan chức năng nào đó, thì hậu quả tiêu cực còn tăng hơn lên rất nhiều. Đó là trường hợp của cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm Việt Food. Sau khi bị dính đòn oan thì đã thiệt hại cỡ 100 tỷ đồng, sản xuất chỉ đạt 10% công suất thiết kế. Công nhân phải nghỉ việc, hàng tồn kho vì không tiêu thụ được, bị trả lại, đối tác viện cớ không thanh toán nợ. Gần hơn là sự kiện liên quan công ty cổ phần Con Cưng. Năm 2018, sau khi được minh oan, doanh nghiệp này cũng lâm cảnh bầm dập như đánh giá của báo chí. Đáng lo ngại là sau khi sự việc rõ ràng, một số tờ báo lẫn phóng viên viết bài vẫn vô can, dù trước đó họ đã nhân danh chống tiêu cực để công bố bài viết quy chụp, hùa theo dư luận, tiến công doanh nghiệp. Các chiến dịch truyền thông đen, truyền thông bẩn đứng sau là một số người làm báo đang diễn biến hết sức phức tạp. Những người này tỏ ra khéo léo trong việc lôi kéo xúi bẩy đồng nghiệp đứng cùng chiến tuyến với họ. Trong khi đó, phổ biến nhất là kiểu tổ chức chiến dịch tẩy chay doanh nghiệp với động cơ rất thiếu trong sáng, gồm cả hành vi chống lại pháp luật. Ngày 11 tháng 8 vừa qua, bài viết trên trang cá nhân của nhà báo BNH khiến nhiều bạn đọc phải bất ngờ và đau lòng, vì một nhóm tự mệnh danh báo chí sạch đã công khai tẩy chay một trang thông tin điện tử sau khi đăng bài viết về Hà Văn Nam, bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng tại trạm BOT Phả Lại, Hải Dương. Được biết, những người đứng sau fanpage báo chí sạch chủ yếu là cây bút tai tiếng, có người đã từng bị cơ quan báo chí kỷ luật buộc thôi việc. Trên báo chí sạch và Facebook cá nhân của số người này, dưới chiêu bài đấu tranh chống tiêu cực, họ thường xuyên đăng tải thông tin chưa xác thực, thiếu kiểm chứng. Họ còn cố gắng huy động một số cây bút biến chất tham gia nhằm gây sức ép lên các phiên tòa, đến việc điều tra của cơ quan chức năng. Lạm dụng vai trò nghề nghiệp, một số người làm báo còn tự cho phép mình mạt sát, hạ bệ người khác. Một số người còn lợi dụng tranh cãi riêng tư để thực hiện hành vi phá hoại, đe dọa doanh nghiệp. Như cách đây không lâu, từ chuyện lời qua tiếng lại giữa một ca sĩ và một cá nhân khác quanh tấm ảnh trên Facebook, phong trào tẩy chay nghệ sĩ này nhanh chóng bùng nổ. Dưới sự dẫn dắt của một số người làm báo, bỗng chốc một mâu thuẫn cá nhân đã trở thành màn đấu tố, đánh hội đồng. Chiến dịch này lên đến đỉnh điểm khi một nữ nhà báo tự do kêu gọi cộng đồng mạng ngưng sử dụng những mặt hàng, dịch vụ của doanh nghiệp nào mời ca sĩ này làm đại diện hình ảnh. Như vậy, chỉ vì ghét cái thái độ của ca sĩ mà có người làm báo sẵn sàng đẩy doanh nghiệp vào tình thế khó khăn. Việc cố tình vùi dập thương hiệu nhãn hàng chỉ vì lý do rất vớ vẩn, không thích, đã được một số người tự xưng nhà báo thực hiện, khiến dư luận không phải không có lý khi đặt ra nghi ngại rằng phải chăng đó là bước tiếp theo nhằm thực hiện chiêu trò che giấu lợi ích nhóm. Việc một số người làm báo tung tin giả, làm nhiễu loạn thông tin, đưa ra nhận định gây hoang mang, làm dư luận bức xúc cũng đang là hiện tượng có xu hướng gia tăng, dễ thấy nhất là trên mạng xã hội và các trang tin điện tử có xu hướng lá cải. Chạy theo lượng người xem, view và đánh giá, rating, một số cơ quan báo chí, người làm báo không ngần ngại tung ra bài viết có nội dung và hình thức phản cảm, ngôn từ dung tục cùng hình ảnh và video chứa cảnh bạo lực, khiêu dâm trở thành công cụ được những người này khai thác triệt để, nhắm vào số bạn đọc hiếu kỳ, nhẹ dạ, cảm tính. Thông tin xoay quanh nạn nhân các vụ bê bối và vụ án với nhiều giả thuyết, bình luận hàm hồ, thiếu bằng chứng được đăng tải liên tục, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng và lực lượng điều tra trong khi xác minh, truy tìm hung thủ. Gần nhất, cái chết thương tâm của em học sinh lớp 1 trường tiểu học Gateway ngay lập tức được những kẻ khóc thuê biến thành cơ hội tung ra hàng loạt tin vịt, hay thuyết âm mưu nhằm gây sốc để thu hút người đọc. Một số tờ báo còn không e ngại khi đăng tải clip về sự kiện mà hình ảnh em học sinh không được làm mờ hay cảnh báo độc giả. Đồng thời, fanpage và nhóm mang tên Tẩy chay trường học Gateway và Tẩy chay Gateway với sự tham gia của không ít nhà báo cũng nhanh chóng xuất hiện, chủ yếu lượm lặt đăng tải các bài viết từ đủ mọi nguồn trên mạng. Các thành viên quản lý fanpage nhóm này còn thường xuyên bịa đặt rằng mình đang bị lực lượng an ninh đe dọa vì họ đã dám thẳng thắn đi tìm sự thật. Tổn thất sinh mạng trong sự vụ ở trường tiểu học Gateway là điều đau lòng không ai muốn. Nhưng khi vụ án vẫn trong quá trình điều tra mà báo chí cố gắng đào bới thông tin, kết luận vội vã, thậm chí cố làm dùm ben là khoét sâu nỗi đau, nếu không nói là bất nhẫn. Tình trạng này khiến nhiều người không khỏi ngao ngán, liên tưởng đến sự vô trách nhiệm của một số tờ báo trong trọng án sát hại nữ sinh giao gà xảy ra đầu năm 2019. Cùng với những quy định của pháp luật, sự tăng cường quản lý của các cơ quan chức năng, việc Hội Nhà báo Việt Nam ban hành quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam đã góp phần giúp sinh hoạt báo chí có bước chuyển biến nhất định. Nhiều sai phạm đã được xử lý, bài viết kém chất lượng, sai sót đã kịp thời được đính chính. Nhưng dường như việc thi hành kỷ luật và chế tài xử phạt tại một số nơi vẫn chưa nghiêm, chưa thật sự quyết liệt, cho nên còn thiếu tính răn đe, chưa ngăn chặn kịp thời được số người làm báo có biểu hiện tha hóa. Một số cơ quan báo chí vẫn còn dung túng cho sai phạm của phóng viên. Một nhà báo đã viết trên Facebook: khi phóng viên hư hỏng vì hù dọa tống tiền doanh nghiệp nhưng không bị xử lý nghiêm minh thì chúng ta phải trả giá rất đắt, đánh mất niềm tin của người đọc và đồng nghiệp. Trước bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đang chuyển biến ngày càng đa dạng theo chiều hướng nhanh chóng nhưng không kém phần phức tạp, vai trò và trách nhiệm của người làm báo phải được ngày càng nâng cao. Mỗi người làm báo cần có ý thức nghiêm túc về trách nhiệm xã hội của mình, từ đó nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết nói không với tiêu cực, phát hiện điều tốt đẹp, biểu dương những tổ chức cá nhân địa phương có việc làm tích cực, ích nước lợi dân, đấu tranh với hiện tượng tiêu cực, tham gia bảo vệ và xây dựng tổ quốc trên không gian mạng, góp phần củng cố niềm tin của xã hội đối với báo chí nước nhà. Đặc biệt, nỗ lực quyết liệt để triển khai phối hợp thực hiện thành công quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tăng cường hiệu quả công tác quản lý báo chí, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm để xây dựng nền báo chí phát triển đúng hướng và lành mạnh. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.